Mình tên là Hoàng Thị Giang Châu, sinh 1974. Sau khi mình được kiểm soát tầm soát ung thư và ung thư vú, mình cảm giác là rất là tự tin và cảm giác rất là yên tâm khi mình được một cái công ty của tầm kiểm soát ung thư tới trường mình kiểm soát, vậy nên mình cảm thấy là rất là vui và rất là hạnh phúc. Mình suy nghĩ rằng là người phụ nữ của mình thì là phải có là sanh đẻ và cho bé bú, thì mình nghĩ rằng là các bạn là phụ nữ thì nên cần phải đi kiểm soát tầm ung thư vú. Đó là rất tốt cho tất cả các phụ nữ, vì khi mình tầm soát ung thư mình sẽ thấy được những cái ẩn của bên trong ngực mà có thể là những cái siêu âm khác sẽ không nhìn thấy được. Qua cái tầm soát ung thư này là mình sẽ cảm thấy là mình sẽ tìm ra được những cái ung thư mà nó ẩn phía bên trong, và mình sẽ được phát hiện sớm và được điều trị. Mình khuyên các bạn là phụ nữ nên đi tầm soát ung thư vú này càng sớm và càng tốt, để nếu như có thì mình phát hiện sớm và để được điều trị sớm hơn. Theo cảm nghĩ của mình là trường cái thẩm mỹ viện của ECAP này là phục vụ rất là chu đáo và vui vẻ và tận tâm cho tất cả các mọi người.